Chuyện lạ, đàn bớm không biết từ đâu gần cả trăm con bay về nhà anh Sang và chị Nga. Sau khi về bàn thờ về chỗ cũ thì đàn bớm bay lại rất là đông. Theo như ông bà kể lại, bớm trong thế giới tâm linh, linh hồn của ông bà tổ tiên và người thân quả cố có thể mượn thân hình của con bớm để thăm viếng con cháu. Bước vào nhà là điềm báo của niềm vui và may mắn. Và điềm may mắn đó tức là chị Nga hôm nay đã đứng lên được và có thể nói chuyện rõ hơn. Để hiểu rõ thêm về câu chuyện đàn bớm bay vào nhà của vợ chồng anh Sang và chị Nga như thế nào, xin mời cả nhà cùng xem tiếp video. Ôi chào hai vợ anh Sang nha, hết sức lâu mới gặp lại. Bữa nay đi chào chồng chạy đầu quá trời dạ là phải chạy đầu đó đây, chạy đầu rồi chị cũng mới đi làm về tới cái sổ mới đó. Đi làm về đó hả? Dạ. Chị Nga cũng hạnh phúc quá ha. Ừ. Cho con gắn cái mít vô đi. Quay tới về dọn dẹp bây giờ mới xong đó. Thì... tính buộc cái nơi cái gì ạ? Buộc cho gọn lợi quá trời luôn xong rồi chứ nhà chua cũng được. Dạ. Ra thì giống như là anh Sang là cứ tăng ca luôn ha, làm xong. Dạ, làm suốt ngày làm cái đi ngày làm hết. Rồi bữa nay trong người sao chị Nga thấy đỡ chưa? Em bệnh rồi. Cái gì? Nghỉ bệnh rồi. Em bệnh được không? Khỏe không? Em bệnh rồi. Hết, em hết bệnh rồi hả? Hết bệnh được không? Còn Em bệnh rồi. Nó chỉ nó mệt thôi chứ không còn bệnh nữa. Còn mệt trong mình á. Chị là nói là phải cho anh Sang phiên dịch. Bệnh ra ngoài nói chuyện. Nè quay xíu đây. Mắc cỡ gì? Mắc cỡ gì vậy? Không có cỡ gì trời cười kìa. Trời ơi bữa nay tôi đi đánh kem mà đó không ơi. Ờ, nay có sức kem thắng gì chưa? Có nữa, tao mua hộp kem tao đánh nữa đó. À. Thôi, trời. Đâu mua hộp kem đâu, leo kem coi coi. Ờ, hộp kem đâu, nó trốn kìa. Đúng cỡ, leo kem sao đâu coi. Làm đẹp mà, làm đẹp chứ, chồng thương. Nói dài nữa. Đừng có nói nữa, mắc cỡ nha. Thôi, đừng nói nữa, giống như là nãy giờ. Anh Sang nói chơi đó, có rồi, chơi thôi. Lỡ giảm lạm mà. Ủa bữa nay dời cái chỗ thờ qua đây rồi hả? Em thờ, em dời qua đó, bên kia quá trời giọt rồi anh. Giọt quá mưa, rồi tạt quá trời giọt luôn, rồi ướt hết trơn. Ủa vậy lúc trước nghe anh Sang nói là có ai kêu để ngoài, đừng để nữa. Dạ bây giờ quá trời giọt rồi, ngoài đó một hết trơn rồi, vậy sạch hết trơn rồi, nó ấy rồi, bây giờ vô trong này lợi chứ giờ. Đi ha. Chứ giờ ngoài đó thì mưa hết trơn rồi, giọt quá giọt. Rồi để đây được không? Tại vì mấy giờ, người phần tâm linh đồn có nói. Bây giờ em cũng để đại lại y sinh cũ rồi, em lấy màn che rồi. Ừ. Ngủ mình lúc ngủ mình che lại ha. Dạ ngủ có cái màn mình kéo che lên. Chứ bây giờ ngoài kia thì nó quá giọt. Lúc trước thì anh để trong này nhưng mà sau này có mấy vị bên tâm linh ta nói không nên nữa. Cho nên là dời ra phía ở phía bên đây nè quý vị. Nhưng mà bây giờ thì giọt cho nên là phải dời ngược vô đây rồi. Dời vô đây lợi. Thì cũng nhắc lại cho khán giả biết đây cũng không phải cái nhà này đâu. Cái ở đằng sau của một cái nhà thì che cái cây lên nè. Dạ, cho cái máy đỡ và người ta túc khúc sau này mình che đỡ lên cái máy mình đỡ vậy. Trời đất ơi, thờ ông thần tài ông địa lớn quá ha. Dạ. Kêu ông độ đi. Cái ông thần tài này là của chủ nhà ăn trước á. Vậy đó hả? Người ta đi rồi người ta không có thờ rồi mình gặp nó vậy mình bưng ra sao nên mình quét dọn mình thờ ổng. Ừ. Chứ mình không có bằng thờ ông thần tài này. Có cái mình thờ là mẹ Quan Âm với cụ Quyền Thất Tổ ông bà thôi. Ừ. Dạ, có nhiêu thôi. Cái này của chú nhà người ta mà bỏ trước đó. Bên đây là thờ bên Phật giáo bà Hảo nè, bên dạ. Mẹ Quan Âm, ở đây là bà tổ cô hay là sao? Đó là độ mạng á. Cụ Thiên Quyền Nữ vậy đó hả? Dạ, trên chùa nó kêu là hai cái tuổi này là thờ đó. Ừ. Mới được, bị mình có tuổi phải thờ độ mạng mới được. Rồi cho em hỏi chút xíu là từ khi mà mình thờ các vị đó là mình có cái linh ứng hay là có cái gì không? Có cái gì mà thấy lạ không? Có lúc trước em có giờ cái bàn thờ vô trong này. Giờ vô đây hả? Dạ em có gian giấy cụ Quyền, cầu xin cụ Quyền cũng cho con xin giờ bàn thờ mà khi quá ướt rồi, chân hương vừa ướt hết trơn rồi hình của mẹ Quan Âm á cũng ướt hết luôn. Rồi thấy gì em xin giờ vô. Với ông địa ngoài đó cũng tạt ướt hết trơn, thấy gì đốt nhang xin giờ vô. Trong khi đó em giờ vô cỡ chừng 3 ngày. 3 ngày á. Rồi là tự nhiên không biết sao đó là bốm vũ lắm luôn anh ơi. Bốm gì vậy? Bốm, con bốm bự bự vậy nè, nhỏ nhỏ. Con bốm mà nó có bông hoa vũ lắm luôn. Bốm bào. Dạ bự bự vậy nè, con có bàn tay vậy nè. Nó bay lại hay gì? Nhiều vũ lắm luôn anh, cỡ chừng 40-50 con vậy đó. Ồ. Dạ nhiều đậu đâu nha, đậu đâu chỉ cho anh coi. Chỗ nào đâu. Dạ, đứng về chỉ. Chỗ nào đâu. Chỉ hết.
gì mừng dữ hả? Dạ. Chỗ nào? Chỉ đâu? Đậu dưới ông đĩa phải không? Đậu đâu nữa? Rồi đậu ở trên cái màn. Rồi đậu đâu? Dưới ông đĩa. Rồi đậu đâu nữa? Rồi đậu trên bàn thờ. Rồi đâu nữa? Chỉ nữa coi. Nhiều lắm phải không? Rồi đâu nữa? Không nhớ nhiều quá không nhớ hả? Nhiều vụ lắm, đậu nhiều vô lắm luôn á. Đậu nhóc á. Đậu nhóc hết trơn. Đậu qua bên hình Đức Thầy đồ luôn không? Rồi mà mấy chục con chắc cũng nhiều. Nhiều 5-60 con luôn á. Nhiều lắm á, anh dòm đang thui mày luôn á. Mà nhiều loại bướm không hay là? Nhiều có đen có, rồi bướm vàng có. Rồi bướm gì hồng hồng, cái cánh bự gì đó. Mà nó có bông 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 nữa. Nhiều chắc, lắm luôn á. Chắc có lẽ là khi mà giờ vô đây trời nó trang nghiêm, không mưa giọt, chắc mấy ngày dạ, nó dậy lên đứng sao á. Dạ thôi, không biết từ ngày mà giờ vô đó rồi, cái vợ thấy nó khỏe ra, vợ đứng vô dựa vô vách nó không còn vịn nữa. Nó không còn vịn cái tay vô. Là anh cảm nhận được cái điều đó hay gì? Dạ. Đâu trời. Bởi nó đi, bởi nó đi, bởi đi ên luôn rồi dựa vô, vỡ tay lên vô xuống luôn, lặn buông vịn không đó. Ờ, chỉ dựa vô đó chứ buông tay ra hả? Ờ, dựa vô là buông tay ra đứng vỡ luôn. Hay vậy, từ khi mà giờ cái bị vô đây trang nghiêm cái là thấy chị không khỏe là ha? Khỏe nhiều. Đó, vậy đó hả? Rồi, đứng là giữa dưới vách đó hả? Giữa vách đàng hoàng ơi, đứng đàng hoàng ơi. Đó, vậy đó. Ồ, vậy luôn hả? Trời ơi, trời ơi. Đứng luôn, đứng luôn. Ồ. Trời ơi, chị mừng kìa. Ồ, hay vậy? Dạ. Trời ơi. Cắt dị độ rồi cho chị hai chồng cũng lại dữ lắm anh ơi. Cầu xin phụ huyền với ông bà với hàng ngày hai chồng lại cũng dữ lắm. Mà em vợ vô là trong có 3 ngày à, em cũng không biết nữa. Rồi em xin màn về cái em gặp. Sao cái đèn này em tắt á, còn cái này nhỏ đúng không à. Nhỏ này nó chụm cái mền lúc đầu hết trơn à. Lúc đầu đứt chơi, tôi hỏi sao mà ông chụm mền chơi. Nó nói bướm quá bu à. Trời gì đó hả? Bướm quá bu à, còn đâu có biết đâu, em đi làm mà nắng về á, là 11 giờ mấy gần 12 giờ, em về em ghim cái chui này vô, em dọc đang thúi vô. Là cái luôn. Thời gian đó là chắc trưa hay là giờ trưa, nào? Trưa, cỡ chừng 10, gần 12 giờ á. Trời ơi. Dạ. Gần tới giờ lên luôn hả? Hết trơn ngày luôn, đeo tụt lắm á, tôi nói trời ơi, vụ lắm mà rồi. Là rồi mình cũng sợ, mình không biết vợ có sao nữa, rồi bay lên ôm vợ, kêu không sao đâu có anh về. Đeo tùm lum trên màn như gì, quần áo tùm lum hết á. Anh nói anh mình độ năm cả 70-50 con chứ cả cái 100 con á, nó nhiều lắm luôn á. Mà anh cho em hỏi nè, thí dụ như anh nhìn vô những cái đàn bướm đó là anh có thấy cái con bướm nào nó bự nhất không hay là vài không con hay là không? Có bướm bự con cỡ bàn tay em, cỡ 4 ngón vậy nè là nhiều. Rồi cái bé lớn. Vừa ha. Dạ vừa bé lớn, rồi dạ. Có nhỏ nhỏ thì không có, có chừng 3 ngón. Với cánh cỡ này không đó. Rồi anh... cỡ chừng là nửa tiếng đồng hồ sau. Rồi các em đốt nhang vàng giấy, em đốt chứ bướm cũng một đậu bình thường. Nhang vàng giấy hồi mới đi, nó vợ chồng con có làm cái gì sai trái, con xin bề trên cũng tha thứ cho vợ chồng con. Ngày nay con biết ăn năn sám hối, con cũng biết ăn chay niệm Phật cũng hộ độ cho vợ chồng con, chứ đừng có làm chuyện gì ra giờ hoàn cảnh vợ chồng con nó cũng quá khó khăn. Cầu xin cụ quyền bề trên tha thứ. Là trong nhậu đốt nhang cỡ chừng nửa tiếng một vàng giấy xong rồi là nó bay hay sao? Hết trơn luôn, hụ 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 như kéo như hả? Là dơi mà nó bay gai, hụ 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 đi chứ. Ôi, ôi. Dạ. Chắc có phần tâm linh nào đó rồi đó. Dạ, tại biết. Vì theo được tìm hiểu là khi mà bướm mà nó bay vô nhà mà nó bay lại bàn thờ, thường thường ông bà ngày xưa người ta cũng có nói đó là nó có cái phần cái sự mà tâm linh gì đó mà mình không có rồi, em cũng hiểu biết, được. Em cũng sợ lắm mới chạy ra hỏi cô bác chị chồng ở đây. Người ta nói sao anh? Tôi nói không có sao đâu. Ông bà, ông bà đến thăm vợ chồng con đó, con cũng cố gắng đi. Trời ơi, niệm Phật luôn kìa. Dạ, niệm Phật tâm. Giái gì hả? Dạ em giá cho con mau hết bệnh đó ha. Con đổ cho con. Bởi đó là nhà vô đó xong rồi là cả chừng 2 tuần sau là Nga đứng được buông tay được, suy nghĩ nó ngộ. Còn chị Nga giấy gì kìa. Giấy từ... giấy gì giấy lắm hả chị Nga? Còn từ lúc mà mình dời vô khoảng 3 ngày sau là bấm bấm nó bay lại ha. Dạ bấm bấm lại là mình nghĩ là bấm đâu mà hè. Mình đâu có, em cũng không hay nó đi mặn về. Rồi tốt vui à. Rồi thấy vậy rồi gặp vợ nằm chùm cái mền. Rồi mình vô mình hỏi sao ông mở mền ra, nó nói bướm không à, bướm đeo mặt em vui lắm, bướm vui lắm. Thấy như vậy, em mới ghim cái chui lên, em gặp trời gỗ đem thui hết trơn. Em nói chết rồi, biết cái vụ này sao, nó thì đốt nhang gian giấy xong đi hỏi mấy người lớn tuổi người ta. Người ta nói không có sao đâu con ơi, vợ chồng con khổ quá, rồi ông bà đến thăm con cầu xin quá. Chắc rồi. Có thể là vậy á. Ông bà đến thăm con rồi hỏi đâu hết rồi.
có bà Năm kia chạy lại coi đúng không? Trời ơi, vũ lắm trên khu đó hết trơn à. Thì mình hỏi bà Năm, nó không sao, con cứ niệm Phật đi là tự nhiên bay đi hết rồi. Đừng có giết con nào, con nó đâu có dám giết đâu. Ừ. Con cỡ này không anh ơi, con này cái cánh đen đen có rồi, rồi con màu hồng, màu đỏ gì đủ con hết chứ. Ừ. Bự gì, nhỏ gì tùm lum, mà đeo đá lạ bên cho nó không biết ở đâu đâu. Một đống luôn em suy nghĩ, ngoài dần mướp nó bay vô. Mà tôi dần mướp gì đâu mà nó bay vô dữ gì. Mà bay vô con nào nấy bự bự không ha? Dạ, bàn tay không anh, chứ nhỏ nhất nó có bay lớn, nhỏ nhất là bay lớn. Còn như bàn tay mà cái cánh vụ lắm luôn, cánh bự bự không à. Thôi gán niệm Phật đi, nếu mà vậy thì mình gán niệm Phật đi. Tại vì thường thường mà bướm mà bay vô nhà mà bay lại bàn thờ hay là cái chỗ của mình đó mà bay lên nổi trên bàn thờ là thấy lạ lắm đó nghe, cái đó là lạ đó. Đâu em, đâu chỉ cho anh Thảo coi coi. Bàn thờ ở trên với bàn thờ ông địa. Hai bên vách. Rồi dưới đâu nữa, trên bàn thờ lớn có không? Được nhiều không? Có đậu nghe ly hương luôn không? Nhóc có nhóc hết trơn à, chắc nhiều quá không nhớ. Không nhớ nhiều lắm, không biết nhớ. Lạ ha. Con bự không anh, không có con nhỏ. Là lúc đó là chị phát hiện, là lúc đó là chừng khoảng bao lâu nó đậu bao lâu rồi anh Sang mới về chị Sa chị Nga? Mấy tiếng ảnh mới về hả? Thì ảnh về xong thắp nhang xong khoảng nửa tiếng là bay đi hết đó. Trời, nó giống như ong vậy ha. Dạ, giống như ong như dơi vậy ha. Rồi em thấy ở đâu bay vô dữ vậy? Thấy bay vô đâu? Đường nào? Bay vô đường thấy nào? Đường nào bay vô? Ba đường này bay vô. Ba đường này bay vô. Thì nếu mà chị vô. Nằm ở trong giường đó thì chị thấy ngoài bay vô thôi chứ đâu thấy không? Phải không? Chứ đâu thấy. Con bao lớn đâu em, cho anh Thảo. Bự có bao lớn đâu, xẻ tay coi có bao lớn. Ba. Rồi lúc đó em sợ không? Sợ không? Mày bây giờ bé hả? Nó sợ quá, chụp mà lúc đầu lúc đít luôn. Trời, chị nói vậy mà anh cũng thuyết minh được hay ha. Sợ lắm phải không? Chị cháu nuôi 10 năm mà không biết sao được. Chụp mà lúc đầu lúc đít luôn phải không? Sợ phải không? Rồi nó có đậu mình gì không? Một giá lúc đầu ra hả? Sợ. Nhưng mà đặc biệt khi mà những cái vị bớm nó vô đây xong rồi về ra là một tuần hai tuần sau là chị thấy chị là dạ là Nga khỏe nhiều, đứng gì được, đứng được ha, đứng được và dạ, buông tay ra nói chuyện thì nghe rõ là hơn như một lần rõ hơn với cái hạn chế cái khóc và cái hạn chế cái khóc là trong có mấy ngày sau có chừng một tuần lễ sau có cô nào điện đến cho tiền em mua cái này nè em dừng lại. Dạ, mua cho thì mua cái xuống điểm hơn ha. Rồi dạ thì trong dừng lại đừng đó trong khi mấy bớm nó vô thì dạ. Thấy là có cái điểm hơn đó dạ. Thì bớm nó vô là nó có cái điểm rồi đó thì mình không biết mà sợ lắm nên mình đi hỏi cô bác người ta lớn tuổi người ta nói không có sao đâu con về cũng có niệm Phật đi ông bà vô chứng cũng hộ độ vô mà mau hết bệnh đó. Thì ông bà xưa người ta hay nói đó là bướm mà nó bay về những ngày như đám giỗ đám tiệc đồ đó thường thường bướm nó bay về đó dạ. Người ta cũng hay nói đó, cái đó là nhiều khi là ông bà hay là dòng họ của quyền gì của mình dạ. Ta về ta thăm chị Nga, thăm gia đình mình coi như thế nào dạ. Cái đó là cũng là một phần tâm linh này. Thấy có vậy thôi rồi em cũng biết sao nữa rồi dạ, em cũng biết dạ. Hết trơn, cũng sợ là có bài gì không mới hỏi người lớn tuổi có gì mình cúng kiến mình gian sinh cô bác nó không sao đâu, không có gì đâu con. Rồi anh thắp nhang khoảng chừng một tiếng sau là cả nửa tiếng à, là cái em bồng ngay ra đó thì từ từ vô bay ra, bay ra mà bay ra bay hù hùng luôn nha, chứ phải bay con luôn á dạ, bay như bay đàn nha dạ. Đi thì giống ra như là ông đi ra đó là vô dòm còn có hai ba con nữa là gọi đi luôn đó ừ. Mắc luôn tới giờ luôn là không có lợi nữa, lâu lắm rồi. Mình vậy thấy gì rồi, mình có thấy giấc mơ không anh Sang hay là chung ra là em không có thấy giấc mơ gì hết. Có cái giấc mơ là ba Nga mắt á, là về ổng đứng hè ổng kêu ba Nga mắt rồi à, ngày xưa hả? Không, ổng mới mắt chưa được năm nay mà vậy đó dạ, rồi ổng về ổng kêu ổng nói ba cha đói quá con ơi cha đói quá rồi nhỏ này nấu cơm rồi cúng ổng kia thôi ừ. Nghe cái tiếng ổng nói kêu cũng biết thôi chỉ thấy gì thôi ha dạ thấy gì thôi chứ còn ngoài mình thấy việc đàn bớm đó thôi chứ dạ, còn tối lại hoặc là một hai bữa sau mình không thấy gì hết hoặc dạ, trước đó thấy, không thấy gì hết không thấy gì nữa là thấy có đàn bớm vô rồi là hai tuần sau là vợ mình đứng vô nó phe mình cũng không hay nữa ừ.
Nó nói nè anh em coi tôi đứng tôi buông tay ra nè, là đứng ngã buông tay ra vậy đó. Vậy không đó hay, mình chứng hưởng luôn, không hay luôn, đâu đứng lại buông tay lên coi, không hay. Rồi vậy mình gán niệm Phật đi chị Nga ơi, nhiều khi đó là cái điểm chứng cho mình rồi đó. Mình nó là tôi đứng buông tay cho ông coi nè. Nhiều khi ơn trên chứng cho mình rồi đó nha, chị cố gắng lên nha. Còn nước thì còn tát. Đó đứng buông tay đang đó. Trời ơi, quá dữ luôn. Biết mình luôn đó ông đó. Mừng không chị Nga? Khoe mình luôn á chứ đâu biết đâu. Rồi cố gắng lên. Giơ tay lên, giơ tay lên coi. Đó. Đó. Cố gắng cho ma hết bệnh cho anh Sang bớt đi cái ác giả nha. Đó, cho anh khỏe hơn chút. Nhà nấu cơm làm ăn cho anh Sang. Cái gì? Cái khăn hả? Cái này ừ, khỏe lắm, là tỉnh dữ lắm rồi. À, tôi mua kem nữa mà. Dạ. Kem đánh kem. Không có thể kem chống nắng gì. Có không? À. Chứ trong đây có miếng nắng rồi mà chống. Làm đẹp. Đây anh rồi nè. Vậy. Mời em đâu. Không mua kem đâu. Mua kem đâu. Không mua kem đâu. Tự nhiên anh nói gì lỗ cái mặt hết trơn xuất kem rồi. Nói chung cũng còn biết làm đẹp á. Dạ. Không biết. Nói chung thì qua câu chuyện này thì cũng mong là cho chị Nga mau sớm hồi phục cũng lại. Cố gắng lắm á, nhà cho Sang bớt cái giả nha. Vui lắm luôn. Cụ quyền giả sao cho nó đi được. Mà nó được mọi người thôi, cứ quét ra đó vô được em mừng. Đừng cho em bớt cái giấc giả, quá giấc giả. Cũng như nấu cơm, giặt đồ được rồi. Dạ, còn phải đi làm, đi mằng kiếm tiền nữa, rồi về đó. Rồi tối ngày gì. Xuống gì đi mang là phải chạy về sắp bắt sang ban về mỗi ngày. Nhớ gì về nhớ vậy? Nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ anh đó. Đi mang trễ gì nhớ không? Gỗ đi mang lấy gì ăn? Lấy gì mua cá, à, mua bánh cho bà. Theo này giờ này chị Nga khi mà sau này hồi phục hết bệnh chị sẽ làm gì để nuôi anh Sang lại? Làm gì tính trước coi. Làm gì đó nghe coi. Nghĩ. Sẽ làm gì? Giám đốc. Làm gì? Giám đốc. Làm gì? Đừng có nói để người ta tính suy nghĩ. Nghỉ lâu quá giờ đi bán cái gì đây? Băng bánh ha, nuôi người ha, chịu không? Băng bánh chuối à? Bây giờ bả bán tập quá, trời tôi nghe tập quá rồi, tập quá. Nữa, bán tập quá rồi mà nói chuyện người ta không nghe rồi sao bán? Lúc đó chị khỏe lại rồi. Ừ. Tao khỏe lại rồi, tao nói chuyện nghe được rồi. Giờ lúc đó vô mua mà hả không thấy mồm. Thôi em yêu luôn mới chịu à. Quá trời luôn ha. Dạ. Em yêu luôn à. Yêu dấu mới được á, yêu dữ lắm luôn. Rồi, kính thưa quý vị thì cũng khoảng một thời gian khá lâu ghé lại thăm cái người chồng mà bán nhà nuôi vợ 10 năm trời. Tới ngày hôm nay thì một buổi chiều nha. Đến này gặp thì anh cũng đang chuẩn bị tắm cho vợ mình. Hình như là ngày nào cũng như ngày nấy mà ngày nào cũng thế mà ngày nào cũng vậy đó nghe quý vị. Dạ, ngày nào cũng vậy hết á. Rồi tắm hoài vậy mà ghiền luôn hả anh Sang? Ghiền rồi. Cho cái giò. Lấy cái cài ra cho tắm. Lấy cái cài ra. Ngày nào cũng vậy chứ anh. Chị Nga có muốn cho anh Sang tắm cho chị Nga hoài luôn không? Hay là tắm một ngày nào đó? Tắm suốt đời luôn. Suốt đời luôn. Sau này mà hết bệnh cũng tắm suốt đời luôn. Lúc đó mình đi rồi, mình khỏi cần anh nằm. Lúc đó đầu mình đi rồi cho anh tắm. Vậy không, nó nơi năm nay là tính ra là 9 năm rồi đó. 9 năm hả? 9 năm ha. Dạ. 9 năm rồi đó. Ít quá ha. Rồi công nhận, nhưng mà chị Nga tuy là không có may mắn nhưng mà được đổi lại cái có người chồng thương mình ha. Lúc nào cũng chiều chuộng, những lúc mà đi làm cực nhọc mệt mỏi về đó thì cũng có người vợ bên cạnh mình. Cũng tắm cho chị hoài luôn. Bây giờ mà nếu mà không có anh này không biết chỉ như sao chàng ơi. Thấy chị nha. Không có anh Sang không biết sao nữa, lúc đó không biết ai tắm cho chị nữa. Bây giờ không có em thì chắc giờ cỏ mọc rồi. À, cỏ mọc luôn hả? Cỏ
cỏ mọc giờ lâu lắm. Trời ơi, xanh cỏ hả? Xanh rồi. Ơi, anh em mà gỡ đỡ vài ngày mà không ai chịu nhận hết trơn. Anh em của nó luôn á. Vậy luôn hả? Anh em ruột luôn hả? Anh em của Nga nè. Trời ơi, bỏ gì? Gỡ đỡ cho anh từng lễ tiếp thụ. Đâu ơi, sao dám nhận, lỡ gỡ đỡ vài ngày cũng gỡ đỡ suốt đời luôn chứ chết luôn. Gỡ đỡ vài ngày đừng công chuyện này kia vậy đó anh. Biết thiệt không hay là gỡ đỡ làm bộ gỡ cái đi luôn. Không không, tao không nhận đâu, tao không nhận đâu luôn. Có gì nhảy thì vợ chồng mình đuổi nhau đi chẳng ơi. Trời ơi, trước cái ông thiếu nợ bả đó mà. Thiếu rồi. Mượn lúa nè, mượn lúa không thông trả gì nè. Tiếp trước bả là bà hộ gì đó. Phải không? Phải không? Ai mà biết. Ai mà biết. Ai mà biết. Phải đâu trời. Đừng có dụ quá trời. Thì gọi gì gọi nhà. Cái gì? Giờ phải trả phải không? Cái gì gọi nhà. Cái gì? Làm sao? Có gì gọi nhà. Có tiền có trả. Có dây có trả. Có dây có trả. À, tôi nghe rồi đó, tôi nghe rồi đó. Thôi vậy là đó, ông dây bả ơi. Có mượn không trời? Ai mà biết. Ai mà biết. Có dây có trả, nó nghe rồi. Trả chừng nào hết đi trời. Không biết tới chừng nào. Trả chừng nào hết chị Nga. Đâu vậy Nga, còn nhiêu năm nữa? Không biết. Không biết ha. Chị nói chừng nào hết, chị Nga đi được là nó dứt nợ đó. Năm nay chị Nga nhiêu nè? Nhiêu tuổi rồi? 40 ha. Cỡ 40 năm nữa à. Chưa? Trả 40 năm. Phải chị Nga. 40 năm nữa mới hết. Này đi luôn, không còn. 40 năm nữa lúc đó chắc anh sang xanh cỏ trước bảo. Đây tới đó mới còn kẹp quần áo tụt chân rồi nè. Ừ. Ấm hai lỗ tai luôn. Chơi rồi. Từ ngày với kêu đầu cổ chục lóc chân rồi. Rồi đó tóc nhiều lắm vậy chuỗi hả? Chuỗi chân nuôi ngay giờ tóc không còn lên kịp nữa. Kính thưa quý vị, thì đây là cái hoàn cảnh, cái trường hợp là người chồng bán nhà suốt nuôi vợ suốt gần 9-10 năm nha cả nhà. Đó, tới ngày hôm nay mà cũng vẫn bên cạnh vợ, không có bỏ vợ nha. Rất là nhiều bà con người ta khâm phục và người ta rất cùng thương, cái đồng cảm cái trường hợp của anh á, thương anh lắm. Hồi đó mình bán cái nhà được nhiêu tiền anh Sang còn nhớ không? Thì 9 năm trước em bán mà lúc đó em cũng bán quá rẻ luôn anh ơi, với vợ mình nó cũng bệnh vô cái cơn nguy kịch. Lúc đó là bác sĩ ở dưới tỉnh người ta đã chạy rồi, bắt buộc em phải chuyển lên Chợ Rẫy. Chợ Rẫy trong khi đó là em cũng nghèo, em có căn nhà thôi, cái nhà là cũng không có bên nào cho hết. Em cũng làm thuê làm mướn rồi em cũng móc máy mua mà mua cũng không được, ở dưới liền mà nó mua cũng gặp vách núi á. Tại vì em bán cho cô Hải Xuân được 80 triệu không ha? 80 triệu. Nhà dưới đất luôn ha? Nhà đất luôn, nhà bề đất bề ngang được 15 mét. Bây giờ chiều dài chắc cũng được 30-35 gì đó. Cũng rộng ha. Dạ. Mẹ em bán có 80 triệu à. Mà lên chích mũi thuốc cho 3 mũi thuốc cho vợ là hết 50 rồi. 3 mũi thuốc chặn mạch máu lớn đừng cho bể á, 50 rồi. Rồi còn là bao nhiêu đó em chuyển cứu tới lui tới đuôi điều trị cho vợ là hết. Hết từ cái thở 9 năm trước á, vợ mới còn sống đó. Rồi cuối cùng rồi mới đâu còn cho ở nữa. Cái 28 Tết người ta lên mình bán nhà, người ta cho mình ở 1-2 tháng đỡ vậy đó, mình chuyển chỗ ở á. Cái 28 Tết người ta lên đây lấy nhà, bồng vợ không biết đi đâu luôn, không có chỗ đi. Rồi về nhà bà vợ ở cái bên đó thì bà nói chung là cũng không khoay cái nhà anh ơi. Nói chung là cũng giống như em vậy. Dạ cũng như vậy rồi ở thì sao? Rồi không biết làm sao nữa, rồi trong đó rồi lớp nào rồi con nữa, rồi em chị của Nga cũng lu bu trong đó. Thế như vậy mới vòng vợ đi Bắc An Hòa chỗ phòng Thiếu Nam. Em ở tá túc ngoài phòng Thiếu Nam, ngoài phòng Thiếu Nam Bắc An Hòa xã Hòa Bình á, em ở cũng 2 năm rồi. Rồi cũng uống Thiếu Nam rồi uống, rồi vòng vợ lang thang tới ngày hôm nay luôn. Cũng không có nhà, không có cửa, không có nhà mai, ở chỗ này mốt chỗ kia. Đây chỉ là che đỡ thôi. Dạ, cái này là em xin ta là che đỡ cũng sao em ở thôi. Ngày nào thấy ngày nấy. Tao không đi màng hết trơn, nhà nó bỏ trống em xin ở vậy thôi, che đỡ vậy. Chung cái cuộc sống nó cũng vất vả lắm anh, mà cũng vui. Mình nghĩ là thằng này cũng hết cái kiếp số này, cái thằng này hết rồi, nó cũng hết luôn rồi, cũng đâu có còn đâu nữa.
rồi rồi ngày cái em từ ngày giờ em bệnh giờ cái em ăn tương niệm Phật luôn, tu luôn. Hiện giờ anh ăn chay luôn hả? Ăn chay lâu rồi. Ờ, chị luôn. Ăn chay ăn mặn. Nga thì đã ăn mặn. Ăn mặn cho có sức khỏe. Dạ, còn em thì ăn tương mà Nga hết Nga cũng nó không biết sao em không biết. Ngày ghê vậy. Dạ. Rồi em suy nghĩ thôi kiếp này rồi. Mình cũng đã trả cho nó hết đi. Ừ, giống như thiếu nợ thân xác này và thân xác này cũng cho nó hết đi, cũng mình cũng bây giờ cũng còn nghĩ cố gắng mà mình lo cho vợ con mình trả cho nó hết thì mình tạo cái nghiệp dữ lắm rồi mình phải trả thôi chứ đừng có nghĩ đi làm về rồi. Sống ngày nào thì hay ngày nấy đi rồi mình lo cho vợ con được ngày nấy đi rồi mình cầu trời niệm Phật cho mình kiếp sau mình đừng có khổ cái gì nữa được rồi. Nhiều lúc ngồi một mình ở nơi không có anh em không có ai chứ ngồi cũng không biết nói sao bây giờ ngồi mình ơn hay gì cũng nói chung là khổ của mình mà cái gì cũng mình ơn đâu cứ tính với ai giờ không rồi, có chỗ tính không có chỗ đi ngày mình làm gì kiếm thêm thu nhập gì sao nói chung ra là em cũng có nghề nghiệp gì hồi đó giờ thì nói chung em cũng làm thuê làm mướn không à bây giờ em cũng đi làm thuê làm mướn đi làm hồ có đi cắt cá mương có rồi đi dắt xài xịt xài có rồi em học cái nghề lớn cái nghề đi sửa bếp ga đó anh yeah. Cũng học lớn ta nó cũng chỉ cho mình rồi cũng nói chung ra làm thí đại cái gì mình làm được mình làm ngày không có được nhiêu tiền anh á ngày khi trăm mấy nhiều khi không có ngàn nào nữa nhiều khi lỗ tiền xăng nhiều khi đi theo anh em ra hai ba bữa chưa có làm được cái gì nữa không có lớp lo cho vợ nữa. Dạ, rồi vợ thì chiều một ngày là bạn Nga không tả với ăn không ngày chấm mấy. Ờ. Dạ, mà em cũng phải cố gắng. Mà không có thì em cũng xin đồ trên, xin đồ dưới. Em mượn chỗ này chỗ kia. Rồi bữa nào mình nằm được mình trả lại những ngày mình mượn đó. Dạ. Cũng thấy lắm qua ngày thì sống như cho em cũng mới tính sao. Cũng khó khăn lắm anh ạ. Như theo anh Sang á là mình có vợ như thế này nè là do là cái duyên nợ mình gặp hay là do cái duyên cái nghiệp của mình tạo? Nói chung ra em hồi đó giờ hồi nhỏ lớn giờ thì em không có tạo cái nghiệp gì đâu em thì không có biết. Mình như cái duyên nợ là giống như Nga cứ em cứ Nga cũng có mình nên em đứng cứ bên vợ thương giả thôi. Ừ. Dạ. Rồi cái ngày cứ vợ về mình suy nghĩ mình có cái bên vợ mình dựa cái lưng vô đó đừng có gì mình cũng có cái chỗ mà mình cũng tá túc bên vợ đó đi rồi từ từ mình tính mình nghĩ có vợ nó cũng ổn rồi mình tính như vậy em mới lấy vợ tóc ngang lấy vợ rồi xong cứ vợ được có 2 năm mấy vợ vậy luôn rồi đó là xong luôn đó nó chung em cũng nói sao giờ nhưng mình nghĩ là mình thiếu chắc mình thiếu chỉ dạ. Kiếp trước cái gì đó ha dạ, chắc em cũng tạo nghiệp lắm. Nếu mà thiếu nói theo nhân quả cuộc đời đó là chắc có thiếu cái gì chỉ kiếp trước cho nên là kiếp này phải trả cho chị. Dạ. Nhưng mà mình cảm thấy mình có buồn phiền hay là em có buồn gì chứ bây giờ cái số phận mình đó là chờ Phật đã định như mình như vậy thì số đã vậy rồi ha. Dạ, mình cũng gắng ăn thương niệm Phật, mình cũng gắng cầu xin cho vợ con mình được khỏe mạnh và được như mọi người khác. Em thì hết rồi, em biết hết cuộc đời em đã hết rồi. Hôm nay em đã 40 mấy tuổi rồi. Cũng còn có lâu đâu trả cho nó hết đi để mình tu được ngày nào thì mình hay ngày nấy rồi cho em hỏi thí dụ như trường hợp mà chị như vậy hoài đó rồi anh cũng một lòng với vợ không lo suốt đời không nói chung ra là suốt đời ngày nào em xuôi tay nhắm mắt em không còn lao động được nữa mà em nằm tại chỗ luôn thì cái đó là do nơi trời Phật thôi do nơi duyên số của vợ con mình thôi số đã định vậy dạ còn nếu mà em còn bước vào được còn đi tới lui được thì em ngày nào như ngày nấy em cũng gắng lo cho vợ con mình như vậy dù đói no gì em cũng bồng vợ đi khắp nơi chị rớt nước mắt luôn rồi kìa dạ đó là hoàn cảnh của em thì em đã tính như vậy chứ bây giờ em gì vợ gì nữa bây giờ đâu có ai ấy được đâu buông ra thì nó chết nó mất ngay buông ra nó mất ngay giờ đâu bây giờ nói chung ra là em ngưng chăm sóc chừng 2 ngày thôi không có còn ngồi được gì chứ giờ cơm nước rồi này kia ai lo tắm rửa giặt giũ mình có ăn hận không đấy. Dạ em không có em suy nghĩ không có em hận lập từ lâu anh nếu mà mình bỏ là bỏ vợ từ lâu đúng không đầu tiên rồi bằng đầu tiên mà lúc đúng mà vô vợ vô bệnh nguy kịch mình bán nhà cửa em đi mà con còn đỏ trên tay có 3 tháng tuổi là em chịu hết nổi lúc đó em đi mà em suy nghĩ cái lương tâm mình không làm được như vậy mình phải cố gắng
cố gắng vượt qua thì cái nghiệp mình phải làm, mình phải trả. Nếu mình bỏ đi rồi cái nghiệp mình càng ngày càng nặng nữa, rồi mình còn gánh thêm cái nghiệp sau còn nặng nghiệp này nữa. Thì thôi, tới ngang đây kết thúc đi, mình tự gắng lo đi. Rồi như duyên nợ với cổ mà không còn nữa, cổ có bài gì thì mình hãy tính tiếp nữa. Bây giờ còn đây thì còn nước còn tát. À, tức là còn nước còn tát. Dạ, tới đâu thì mình tính tới đó. Giờ em cũng biết làm sao. Tại vì mấy anh em hỏi cái câu đó, tại trên xã hội này có rất là nhiều cái người chồng hoặc người vợ, khi mà một trong hai người mà lâm vào cái hoạn nạn như vậy đó, giống như chị Nga đó, sẽ có một người bỏ đi, sẽ có một người bỏ. Đúng rồi, em bỏ em còn trẻ, thì em có 30 mấy tuổi, Nga có 20 mấy tuổi. Nếu mà theo người khác có 30 mấy tuổi còn trẻ khô luôn á. Nhưng mà theo người khác chắc có thể là đã bỏ rồi, bệnh là bỏ lúc đó. Bây giờ 4 mấy trơn rồi, 9-10 năm rồi, sao bỏ được nữa. Thôi vậy dạ. Bỏ lúc em còn trẻ, em 30 mấy cũng tuổi, cố gắng lên. Em không tự kỷ, em không tự bồng bột với người ta là không có được, em phải cố gắng. Ai nói gì thì nói, ai làm cứ ở chỗ này được, bồng vợ đi nơi khác, chỗ này chỗ kia. Rồi chỗ này không đồng ý thì còn đi chỗ khác, cứ xe đen thôi vợ mình đi. Còn nước, còn tát, còn hơi thở thì mình cố gắng. Mình gọi đầu chưa? Gọi đầu cho chị chưa? Hay là khỏi đi, khỏi gọi đi ha. Ừ. Chị vô thay đồ đi ha. Sơ thôi, chiều rồi. Nói chung cái câu chuyện của anh cũng là một người đàn ông đầy nghị lực đó. Khi mà khán giả xem được gì cũng rất là thương tấm lòng của anh dành cho người vợ như vậy. Cầu mong anh em nào giống hoàn cảnh như em thì cũng cố gắng đùm bọc với nhau đi. Nói chung ra không có ai mà sống mà để hoài lọc vỏ hoài, cái nghiệp mình phải trả hết nghiệp đi. Kiếp sau rồi mình cầu tha lên kiếp khác. Trước sau gì cũng trả phải không? Dạ, trước mình cũng trả, về sau cũng trả, mình phải cố gắng trả cho nó hết. Mình không gian nan, không chấp thuận, không buồn, mình cứ vui vẻ, mình cứ nghĩ là ngày mai mình lo việc khác, mình làm ăn, mình giờ nuôi vợ con như hạnh phúc như mọi gia đình khác, chứ đừng có nghĩ cái chuyện gì chứ. Dạ, nghĩ gì dạ. Còn tả không? Còn 6 miếng. Còn 6 miếng quay. Còn 6 miếng. Rồi ơi, cũng đang đi kiếm kìa. Còn mấy thay đổi đó đi. Thay đổi đi rồi em gửi tiền. Có gì nữa mình tính sau. Rồi, kính thưa quý vị, đây là một người chồng vĩ đại, bán nhà nuôi vợ suốt 10 năm trời. Rồi, thay đồ đi. Thay đồ đi. Ẩm em á. Không chịu rồi, thay tả. Ở đâu? Vậy đó hả? Ẩm em vô á hả? Trời ơi, rồi, bà nhõng nhẽo kìa. Bà nhõng nhẽo kìa ông ơi. Trời ơi, nhõng nhẽo quá ha. Rồi. Rồi thay tả đây. Em yêu hả? Em yêu ra, em yêu ra. Trời đất ơi. Có khi nào ẩm em yêu đi chợ không anh? Có ẩm đi chơi không? Có vụ đi chơi thì không có cổng. Cổng đi chơi hả? Cổng vòng vòng. Chiều cổng đi chơi vòng vòng cho má. Dạ, cổng. Cũng có chờ cổng đi ra đường chơi á. Dạ, có cổng vòng. Trời, đi ngắm cảnh nữa. Trời, đã vậy. Cổng đi chơi phải phả. Chạy đầu luôn ha. Dạ, chạy đầu. Tại thì ngày nào ngày nấy nên. Rồi gắng đi, tối thưởng cho. Ôi trời kìa. Có thưởng không chị Nga? Có thưởng cho ông gì không? À! Biết cái chơi nào mà. Dạ. Cái điều kéo cái áo cứ lên. Rồi cứ chạy đầu cho vợ đi, rồi sẵn rồi em đọc cái số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hai vợ chồng mình trang trải cuộc sống qua ngày ha. Dạ. Số tiền là 2,5 triệu. Thì từ chị Hương kết nối với Mạnh Thường Quân ở Mỹ, có nhờ Thảo là gửi giùm cho cô Nguyễn Thị Hoa và chị đồng sĩ Diệu Trang ở nước ngoài. Đó thì em gửi cho anh 2,5 triệu ha. Rồi đây anh nhận giùm em. Đó có thưởng cho anh Sang đó. Đó cho hai vợ chồng mình trang trải cuộc sống ha. Dạ, em cũng cảm ơn.
mạnh thường quân và giúp đỡ vợ chồng con cũng mừng ừ, lắm. Ơn cảnh của con cũng quá khó khăn, cô bác giúp đỡ được, con cũng bất ngờ cô bác nhiều. Dạ, giúp con cảm ơn cô bác nhiều lắm. Vợ chồng con cũng cảm ơn em. Vâng, cảm ơn mạnh thường quân được rồi, chị nói không có rõ, nói cảm ơn mạnh thường quân được rồi. Giúp đỡ cho con. Giúp đỡ cho con mừng lắm. Rồi một lần nữa là cảm ơn cô Nguyễn Thị Hoa và chị đồng sĩ Diều Trang đã gửi qua cho chị Hương. Thì kết nối với mạnh thường quân đó rồi nhờ thảo chuyển số tiền là 2,5 triệu mới gửi cho anh Sang rồi. Rồi em có gửi cho anh rồi ha, 2,5 triệu dạ. Đủ ha. Dạ, dạ. Rồi mình còn lời nào để cảm ơn mạnh thường quân nữa không, em kết thúc video nha. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho vợ chồng con mừng lắm. Con gọi ơn cô bác trong nước và ngoài nước giúp đỡ vợ chồng con mừng lắm. Vì hoàn cảnh vợ chồng con cũng quá khó khăn, cũng có người thân, cũng nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng giúp đỡ cho vợ con và cho con mừng lắm. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, chúc cô bác nhiều sức khỏe, mạnh thường quân nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Rồi anh em cũng chúc cho chị Sang, chị Nga mau hết bệnh nha. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng mình cũng vượt qua cái cơn đại nạn này để mà sau này cũng làm ăn lại cuộc đời ha. Dạ. Không có cảnh như vậy hoài chứ thấy cũng cực lắm. Dạ, mệt mỏi lắm anh ạ, đuối lắm, mệt chịu lắm luôn. Dạ, chị đây cũng 10 năm rồi đó nghe quý vị, đó giờ vẫn vậy. Rồi chị Nga cố gắng lên nha, cố gắng mau hết đặng cho anh sang bờ đỡ vất vả nha. Hứa không? Hứa cố gắng hết bệnh không? Rồi thì cũng hy vọng là chị cũng mau khỏe lại khán giả, khỏe sớm nào tốt hơn đấy. Rồi chào anh chị nha. Dạ. Dạ, chào.